xin lỗi với bậc tử là bây giờ mình xài cái gì cũng đồ điện tử cho nên nó có cái vấn đề. Bây giờ tôi xin phép nói lại một chút thôi cho các vị rõ. Là hôm rồi kỳ thứ 6 là chúng ta học tới cái phần tập đế. Thì tập đế chúng ta học cho kỹ cái khổ đế đã xong rồi. Giờ qua tới cái tập đế thì chúng ta biết rằng tập đế đây là quả. Kết quả, quả đây là kết quả, nó cho đủ là kết quả. Kết quả, đơm bông kết quả do cái nhân khổ. Thành ra nó tập đế. Như vậy thì cái nguyên nhân mà nó có cái kết quả hôm nay á, tri ra cái đây là cái nhân. Ôi thôi tôi đào cái đào riết rồi nó bởi vậy nó vậy mà nó có cái đào đi nó muốn khùng rồi đó. Đây là cái nhân, tập đế là cái nhân để đưa nó cái quả khổ. Như vậy cái nhân mà đưa tới cái quả khổ đó thì như tôi đã chia sẻ trở lại, ghi rõ ràng cho đại chúng học trở lại đó. Tập đế đây là cái nhân. Cái nhân là cái nhân là một là căn bản phiền não, là cái nhân nó gồm có tham, sân, si, mạng, nghi. Và cái kế thứ 6 là ác kiến. Đó 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Đây là căn bản phiền não nó có 6 thứ như vậy đó. 6 món như vậy đó. Nó là cái căn bản mà nó đưa tới cái quả khổ này nè. Con người mà từ những cái nhân tham sân si mạng nghi và ác kiến nó đưa đến con người mình hôm nay nó có cái quả sanh ra cuộc đời này nó khổ. Trước mắt là gồm có 6 thứ gọi là căn bản phiền não. 5-6 đây ác kiến nó mới chia ra làm 6 nữa là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, và giới cấm thủ kiến. Đó. Hai cái thứ này gọi là căn bản phiền não, mà còn có cái danh từ khác gọi là thập sử. Thập là 10 á. Nếu mà như vậy cộng lại là 10. Nhưng mà vì á, năm cái này nè, nó thuộc vô một cái danh từ gọi là ác kiến. Năm thứ đó gom vô thuộc là ác kiến. Thân kiến là mình cái chấp chặt, mình thấy cái thiệt về cái thân, thân mình nó thiệt. Mà gọi là vóc bào ảnh lắm, người yêu tiếc thân nên thiệt vì thân. Thật sự ra cái vóc bào ảnh thôi, nó lô vô nó bào ảnh thôi vậy mà bao nhiêu người vì cái thân mà khổ. Kể cả chúng ta ngày hôm nay cũng như vậy chứ không nói riêng ai. Vì cái thân mà khổ. Thấy cái thân này nó thiệt. Cho nên ai đụng tới cái thân này là mình chấp chặt. Ai chê cái thân này xấu là mình phiền não đau khổ hận thù. Ai nói cái thân này đẹp mình quan hỷ vui tươi nịnh hót. Cho nên mình thấy vậy đó. Nó thân đó là nói chung cho kể cả nhà cửa xe cộ ruộng vườn vợ con vân vân chùa chiền, nói chung vậy là thân kiến. Mình thấy nó thiệt thì có thiệt gì đâu. Nếu cái nhìn của Phật và Bồ Tát, cái nhìn của các bậc giác ngộ thì nó có cái gì thiệt đâu mà nó thiệt. Trăm năm rồi cũng đám cỏ khâu xanh rì, cái bài thơ trăm năm rồi cũng đám cỏ khâu xanh rì, hay là cái bài thương thai người thế biết đâu chừng,
dấn dỗi ngày vui ắt mấy xuân. Đâu để con sanh ly tắc tử, đâu ai thoát khỏi cuộc hồng trần. Cuộc hồng trần xây dần quá ngán, kiếp phù sinh tụ tán mấy năm hồi. Người đời có biết chăng ôi, thân này tuy có rồi hoàn không. Chim bao khéo thấy lạ lùng mơ màng, trong một giấc nồng mà chi làm cho buồn bã thế ni. Hôm qua còn đó, bữa nay mất rồi, khi nào đứng đứng ngồi ngồi vào cái bài sống hồng trần. Nhắc nhở cảnh tỉnh rằng mình đừng có thấy cái thân này nó là thiệt. Nếu nó thiệt thì như tôi, là nếu nó thiệt thì đâu có cả tháng nay mà bệnh hoài, bệnh tới bệnh lui nó không hết cái gốc cảm đâu. Cho nên hoàn toàn nó không thiệt, mà mình thấy nó thiệt cho nên mình khổ vì nó. Khổ vì nó để yêu kiều, để quý mến, để tiếc thương, để bảo thủ, để ích kỷ, để dạy khờ. Cho nên vậy mà vì cái thân kiến đó mà nó thành ra ác kiến. Chấp cái thân đó mà nó trở thành ra ác kiến. Rồi cái thứ hai là biên kiến. Biên kiến là mình thấy một bên. Nếu như mình thấy nó không thiệt đó thôi, nó không thiệt thôi bỏ nó không được. Biên kiến mình chấp một đó là thường hay là đoạn. Mình hiểu lầm cái danh từ Phật dạy, mình hiểu sai rồi nghe nói là không thiệt về thân, cái này mình bỏ nó cũng được. Nhờ có nó chứ mình nương nó mới mình mới có mặt trên cuộc đời này. Mà sở dĩ ý Đức Phật bảo chúng ta hãy thấy nó không thiệt để chi mình đừng có quá đau khổ vì nó. Thế còn Đức Phật không có dạy bỏ nó, không phải hành hạ nó. Mà trong cái thời của Như Lai Thế Tôn còn tại tiền, còn là hoàng thái tử, thì Như Lai bỏ hoàng cung đi tu thì thấy có cái đạo mà nó quỷ thân đó, mà nó lấy nó quất cho cái cho bầm dập cho gai, rồi đạo lõa thể, rồi đạo đốt thân rồi này kia đó. Cho nên Đức Phật biết không phải cái sự giải thoát nó như vậy, nó không có gì mà phải đáng khinh bỉ nó đến nỗi như vậy. Cho nên tội nghiệp nhiều khi mình thấy vì cái tâm mà nó hành cái thân. Chứ chúng ta thấy cái thân này đâu có gì đâu mà phải hành hạ nó tội như vậy. Vì vậy cho nên Đức Phật bảo hãy dẹp với cái tư tưởng biên kiến. Mình không thấy nó thường mà mình cũng đừng cho nó là đoạn, mất hết không có. Do nhân duyên tụ hội nó có cái thân này, do nhân duyên tụ hội nó có các pháp trong cuộc đời này. Nhưng mà rồi nhân duyên cái gì duyên tụ thì phải duyên tán thôi, duyên tan thôi. Có niềm vui nào mà nó không tàn, có nụ cười nào mà nó không dứt, có cái hoa nào nở trong ngày đâu. Cho nên mình không được thấy nó thường mà cũng không thấy nó đoạn. Chấp cái nào cũng khổ hết. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta hãy sống với cái tính giữa đi, cái trung đạo đi. Nhờ nó để mà mình sinh hoạt mọi việc trên trần đời này. Nhờ nó để mình mắt để nó sáng, để mình thấy, tai rõ để mình nghe, mũi để mình thở, miệng để mình nói, mình ăn, vân vân. Nhờ nó, cảm ơn nó, đừng hủy hoại nó, mà cũng đừng quá coi như là báo thù lấy nó. Cái nào cũng chết hết, quỷ hoại thì mình cũng tự mình mê muội, mình đau khổ, si mới gọi là lầm lạc, si mê lầm lạc. Còn mà mình mà chấp chặt nó, mình bảo thủ nó thì gọi là si mê ngu muội, ái nhiễm. Cho nên vậy mà mình cố gắng mình vượt qua cái biên kiến, mình biết được cuộc đời con người có mặt cuộc đời này sống trên hơi thở, thì thôi mình có cái thân mình cũng nên phục vụ cho nó, nhưng mà phục vụ vừa phải. Nó đòi khát, nó đòi uống, mình cho nó uống. Đói, nó đòi ăn, mình cho nó ăn. Bởi vì nó luân hồi mà. Nó từng hoàng, từng sát na, huyết quản nó luôn thay đổi. Tiêu gan phèo phổi nó phải hoạt động, nó phải biến đổi, nó mới tồn tại. Chứ còn nếu trong cơ thể con người mà nếu nó ngừng thứ thôi là nó cũng đủ chết. Không có lá gan thì cũng không sống được, mà không có lá phổi thì cũng không thở được, không có trái tim thì cũng không sao máu lưu thông được, và không có thận cũng không rút nước ra được.
vân vân và vân vân, cho nên nó tương quan tương duyên, nó gọi là nhân duyên, nó hợp với nhau như vậy thì mình cũng phải phục vụ cho nó. Đừng quá gì nó, chứ còn phải nói vậy là mình bỏ nó, mình dòm ngóm nó rồi cả tuần nó thèm tắm mà ngồi thôi rình không ai chịu nổi. Mình tính đi tắm cho nó sạch sẽ, xà bông nào cũng được, đừng có quá phải xà bông Pháp. Mình nghèo thì mình tắm xà bông, tắm xà bông thường, mình xà bông dầu dừa mình tắm cũng được, miễn sao nó sạch sẽ, ngồi gần ta ta đừng có bịt mũi thôi. Đó là một người có ý thức. Còn ví dụ như người sang trọng hơn, người có tiền của hơn thì phải đòi hỏi tắm xà bông này, xà bông kia, xà bông nọ. Còn mình thì người tu, đệ tử Phật, miễn sao thân nó sạch, ngồi gần ta ta thấy dễ chịu, đừng có ta bệnh lỗ mũi, mà cũng đừng có xịt cái nước hoa gì mà nó ta đi ngang cái ta ngửi cái ta bát ngát mùi hương, ta quyến rũ, ta cũng không nên. Cho nên cái gì đó vừa phải. Đó, cho nên tiên kiến, tà kiến là những cái tư tưởng tà vại. Mình thấy mình tưởng tượng tà, mình tưởng tượng những cái điều mà nó cong cong quẹo quẹo, thật sự ra không có cái kiểu mà tưởng tượng. Đệ tử Phật là trực chỉ và chữ quán á, quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la Phật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, có nghĩa là chúng ta thấy tỏ rõ, chứ ta không có kiểu mà mình tưởng tượng. Đa Phật không có đạo tưởng tượng, nhìn thật, xác tính, chân lý. Không có tưởng tượng, không có cầu nguyện dân sinh ông nào, đấng nào, đức nào, thằng nào, con nào. Không có con nào, thằng nào, đấng nào, đức nào, ông nào mà gia hộ cho mình, chuyển đổi cho mình được hết. Chỉ có mình chuyển đổi cái nghiệp lực của mình mà thôi. Còn đấng nào, đức nào, thần nào, thánh nào đó là giúp cho mình. Nếu là cái vị đó giác ngộ thì cái đấng đó, cái đức đó, cái thần đó, cái thánh đó giúp cho mình những cái lời hay ý đẹp để mà mình nghe, rồi mình có cái tư duy, rồi mình tu tập, mình sửa. Chứ không có đấng nào, đức nào, thần nào, con nào mà có thể giúp đỡ cho mình rồi lấy cái nghiệp xấu của mình mà thay cho cái nghiệp tốt cho mình được hết. Không ai làm được điều đó, kể cả Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn khi còn tại thế, Ngài cũng khẳng định điều đó. Thì vậy mà Ngài đó là ta chỉ là bậc thầy, là bậc đạo sư, bậc thiền trưởng, ta chỉ là bậc đại y vương, thầy thuốc, cho to, bốc thuốc. Ta là bậc hải đạo sư, là cái bậc thiền trưởng, chỉ cho cái la bàn. À, ta là bậc đạo sư, là bậc thầy chỉ đường. Còn đi hay không thì tùy các vị. Mình tin hoặc mình tin thẳng thừng, mình tin chắc chắn chân lý vậy, cho nên không ai gạt mình được hết trơn. Còn mà nếu các vị mà tin trời đã kê, chăm sự nhờ thầy, hỏi chăm sự nhờ thầy, con dâu con nó sao mà 3 năm nay nó không có con, con chăm sự nhờ thầy, chăm sự nhờ thầy sao cho nó có con, tôi nói một sự thầy còn làm không được, để chăm sự. Sao có con? Ông thầy không làm sao có con? Mà mấy bạn có chăm sự nhờ thầy nghe, thầy thấy đồng tiền, thầy nói, được rồi, để thầy lo cho, để thầy no cho, để thầy no cho. Mấy bạn người Bắc á, hãy có chăm sự nhờ thầy, mấy thầy nói, được rồi, để thầy no cho, để thầy no cho con, để thầy no. Một bên thì chăm sự nhờ thầy, một bên để thầy no cho thành. Cho nên tôi nói không có tiếng là tôi ngạo, tôi pha tiếng, nhưng mà tôi muốn nhắc nhở, nhấn mạnh cho các Phật tử. Nếu ai là như người học Phật thiệt, còn mà các vị mà học Phật giả, các vị đứng vô đây, các vị học Phật mà học Phật kinh tế, học Phật tôn giáo, học Phật tín ngưỡng, học Phật văn hóa, học Phật lễ bái, rồi các vị làm ơn đừng có nghe tôi giảng nha. Nghe tôi là không được cái gì mà nổi tham sân, nổi sân si, nổi khó chịu, nổi gai gắt, là nó tổn thọ luôn á. Người nào học Phật chính thống mà nghe tôi là tổn thọ đó, nghe tức. Tại vì ông thầy tu gì ông nói gì kỳ vậy, ông thầy tu gì ông tới ngày ông đi nhạo bán người ta vậy, nghe tức, tức tổn thọ đó, có khi đứt tim mà chết á. Còn nghe tôi là phải nghe thật, nghe những pháp thật thật như thế này. Phật nói sao, tổ dạy sao, tôi nói thật. Chẳng qua là có cái là tôi nói mạnh mà bạo, tôi nói gom gọn là tôi nói mạnh vậy thôi.
Nó không có đấng nào, đức nào, thánh nào, thần nào, thằng nào, con nào mà chuyển nghiệp lực cho mình được hết trơn. Chỉ có mình tự ý thức, còn các bậc thiên liêng, các bậc giác ngộ giúp cho mình. Vì mình đang ở cái cõi đất này, này cõi hành tinh này là cái cõi dùng tai nghe, dùng ngôn ngữ văn tự. Cho nên Đức Thích Ca ra đời phải dùng ngôn ngữ văn tự mà để nhắc nhở giáo hóa cho chúng sanh. Vì vậy mà chúng ta đừng có đi vào con đường tà kiến. Vì mình ngu cho nên nó bị mấy thầy chùa nó gạt. Nó gạt cho nên cái gì nó cũng hết nhưng không có được. Cho nên mình đừng có ngu nữa. Mình phải mở mắt tuệ của mình ra. Mình sở dĩ mình thấy mấy ông thầy mình thương, mình kính, mình quý là tại vì mấy ông nào dám bỏ tục xuất gia. Dám coi như là mặc áo cà sa, ăn chay, giữ giới. Không ái ân, không đấm nhiễm, không trai gái, không tiền bạc. Không tham vọng, không tham dục. Mình quý mấy ông thầy mình quý như vậy á. Còn mình theo mấy ông thầy mà gặp ông thầy mà ông hai ba con vợ, hai ba con ghệ, hai ba con bồ, rồi chùa ông mà coi như là cứ tối ngày ông cứ ông lấy cái chùa ông làm kinh tế, làm kinh doanh, nó theo mấy ông thầy đó là đọa địa ngục luôn. Cùng nhau mà xây thành địa ngục. Cho nên là cái có câu là bản lành nương cậy mà thầy tà lánh xa đó. Nếu thầy nào có cái pháp để dạy mình học đó học pháp chứ không phải học ông thầy. Các quý đệ học với tôi cũng vậy đó, là học pháp, học cái giáo pháp, học cái chánh pháp. Cho nên mới gọi là tăng, là chúng trung tôn, là cái vị mà đứng chính giữa thai Phật để mà nói pháp, để hoàn trì cái đạo cho chúng sanh. Thì đó gọi là chúng trung tôn, gọi là tăng, tăng bảo. Tôi nói mạnh bạo vậy là các vị đã cố gắng đừng vội phiền trách gì tôi hết trơn á. Cứ việc nghe rồi tư duy rồi làm sao mà cho nó quá giải cái dầu tôi có nói mạnh đi chăng nữa mà cái gì quá giải đó đi. Còn các vị đừng có nghe tôi rồi các vị nổi sân lên là các vị tự, các vị tức, các vị ói máu, các vị đứt tim, các vị chết rồi. Các vị nghe tôi chịu không nổi, các vị chết chạy đùng đọp chết đáng chịu. Còn các vị nghe tôi nổi thì nghe, không nghe nổi thì thấy mặt ông thầy tài này đề lít ông liền, lóc ông liền, bỏ qua liền chứ đừng có ngu si nghe. Cho nên thân kiến biên kiến tạc kiến kiến thủ kiến. Kiến thủ kiến là mình bảo thủ cái ý kiến của mình. Cuộc đời này có nhiều người á, sinh cuộc đời này không có học hành chi, học không đầy lắm ít. Gia trận cuộc đời không bao nhiêu mà muốn làm cái lỗ đích của vũ trụ, làm cái lỗ rúng của vũ trụ. Mà thật sự làm lỗ đích của vũ trụ có, chứ sao làm lỗ rúng của vũ trụ được. Đời này trên thế gian họ nói núi này cao và núi kia cao hơn, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thật sự mình lừa ai được, chứ mình không có lừa được lương tâm, lương tri của mình đâu. Tôi có mấy ông thầy, tôi gặp mấy ông thầy, trong đó có hàng tử đệ của tôi mà bây giờ tôi phải sợ đó. Mở miệng ra con không có vì tiền, tôi không có vì tiền, tôi không vì tiền. Không vì tiền, không vì chùa, không vì danh phận, không vì chức tước. Chẳng qua mình vì nó mà có được mẹ gì đâu mà vì. Vậy chứ mình hậm hực, mình tranh giành, mình lục, hụp ló, hụp lặn. Cho nên tôi nói cho các huynh đệ, nhất là ở quê nhà, ở Việt Nam mà các huynh đệ Linh Sơn giờ đang học, đang nghe pháp học, thầy nhắc nhở cho đệ tử con cũng như đệ tử cháu. Cái lý tưởng tất cả các vị tu hành là không phải lý tưởng để được cái chùa. Mình bỏ nhà cha mẹ mình, rồi mình chơi cha mẹ mình nghèo, mình chơi dòng họ mình nghèo, mình bỏ cái nhà lá rồi mình vô chùa ở nhà tường rồi đi danh cái nhà tường đó là mình là cái thứ gì. Thứ đó là người không xong, đừng nói làm đời, làm Phật. Mình bỏ cha, bỏ mẹ, mình đi tu là vì một cái lý tưởng giải thoát, giác ngộ. Vì một cái con đường cao rộng để thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh. Đằng đây mình bỏ cái nhà lá, cái nhà mà tồi tàn, nhà nghèo khổ, nhà cùng cực. Bỏ cha, bỏ mẹ, vô để cho có cái chùa, tranh giành cái chùa. Vậy là mình là cái thứ gì?
Cho nên tôi nói thật các huynh đệ, các vị, mà tôi nghe ai mà đi xưa kiện dành chùa, đòi chùa, dân chùa, tôi ghét dữ lắm, ghét kìa. Thì các tôi nói thiệt các tôi, mà tôi thấy mấy người đó là tôi khinh bỉ. Khinh bỉ. Còn ai mà lại tôi mà phe mà chùa nhiều, đất nhiều, thầy tô mà phe là tôi cũng khinh bỉ, không lẽ tôi lấy cất tôi trát vào mặt chứ. Tôi nghe mà thầy chùa mà mở miệng à, tôi trụ trì hai ba chùa ở quốc gia về quốc gia khác á, nhìn cái mặt là nó đâu nó hiện một chữ ngu trên đó đó. Ở Mỹ này có mấy ông hòa thượng đó là tu thiền nhưng mà đeo chuỗi lợp hợp lòng thòng, tay thì mò, chuỗi từ cổ thì đeo, mở miệng ra thiền diện này thiền diện kia, thầy trụ trì thiền diện này thiền diện kia, nước này nước kia, mà nó hiện một chữ ngu trên cái mặt. Cái mặt thì nó sáng láng nhưng nó hiện một chữ ngu trên đó đó. Nói chữ ngu nó không hiện, chứ hiện chữ ngục. Bởi vì nhiều chùa quá nó giống như nhiều cái ngục tù vậy hả. Hai tầng là trụ trì rồi biết, bởi vì tôi là trụ trì rồi. Đó là bây giờ mấy vấn đề ở Việt Nam ai là trụ trì rồi biết phải cái chùa là cái ngục tù không? Có con khỉ gì đâu mà tự hào mình vì cái chùa mình muốn cắt cho nó lớn thì mình cũng phải cách này cách khác để moi tiền thiên hạ. Chứ hôm nay đó tôi không cần ta đưa cho mày nè. Cô mới nói là thầy ơi, cô ơi, thầy định làm đó đó, cô thầy định làm kia, thầy định làm đó, thầy định không à, thầy mong thầy muốn cho nó hoàn thành, thầy ước ao tâm nguyện của thầy, bổn nguyện của thầy. Trời, tôi nghe cái đám thầy chùa mà nói cái bổn nguyện của thầy là xây cái chùa là tôi bắt ghét rồi nghe. Ủa, cái bổn nguyện của mấy thầy đi tu là cái bổn là cái gốc á, bổn là gốc, cái bổn nguyện là giải thoát giác ngộ để độ sanh, chứ đâu phải bổn nguyện của thầy là cái chùa. Mà tôi có mấy thầy chùa nó lên nó mở miệng nó bổn nguyện của tôi là làm cho xong cái chùa này, là tôi nghe thứ nó ngu từ tổ tâm, nó ngu từ thời cố tổ thân sơ của nó luôn, từ thầy tổ, từ tiên sư của nó ngu. Cái bổn nguyện, cái chữ bổn nguyện mà nó dám đem nó đặt là cái bổn nguyện của tôi đi tu để cho rồi cái chùa, cho nên không có bổn nguyện gì được. Bổn nguyện của người tu nó giống như địa tạng đó, địa tạng bổn tôn á. Bổn nguyện của địa tạng là phá địa ngục để cứu khổ chúng sanh, là chúng sanh độ tạng phương chứng bồ đề, đó mới là bổn nguyện. Đó mới gọi là địa tạng bổn tôn, đại từ tôn, đó là bổn nguyện. Bổn nguyện của thứ ngu si đi học mà thầy tổ nó dốt nát rồi, tới tiên sư dốt nát, cho nên bổn nguyện cái chùa là thấy không rồi nè. Tôi nói vậy tôi biết là bữa nay tôi nói hổn đó, nhưng mà tôi chửi cho một lần vậy cho biết, cho các người tu sĩ thiệt đó, thật lòng mà nói vậy. Đừng nói tôi có chùa, tôi có chùa lớn, chùa to Phật bự đàng hoàng à, tôi có trụ trì rồi à, tôi cũng ngu si vậy rồi đó, giờ tôi mới nói đó, chứ không phải mà để tôi nói mày không có mẹ gì mày đặt nói có rồi mới dám nói. Cho nên tôi nói cho các huynh đệ trẻ đó, các học trò tử đệ của thầy, con cháu thầy, các vị đã bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ anh, bỏ em, bỏ luật thân quyến thuộc, chấp nhận cạo cái đầu mặc áo, rồi là thế pháp bẩm sư. Bởi vì cho nên đó, nhiều khi nó đau khổ lắm, cái người tu mà không chịu học cái bài vô học liền, cái bài mà gọi là phụ mẫu bất cung câm chỉ lục thân cố dĩ khí ly bất năng an quốc trị ban gia nghiệp đối quyên kế tự miếng ly hương đảng thế pháp bẩm sư nội cần khắc niệm chi con ngoại hoàng bất tránh dưới đất. Mình đã chấp nhận là phụ mẫu bất cung câm chỉ là cha mẹ mình không cung phụng, miếng ngon câm chỉ là ngọt ngon, phụ mẫu bất cung câm chỉ lục thân cố dĩ khí ly sáu thân mình quyết chí xa lìa, bất năng an quốc trị ban mình cũng không ra làm kinh ban tới thế, gia nghiệp đón quyên kế tự mình cũng không có mong là kế tự dòng họ, mình bỏ mình không vợ không con không chồng, mình không có kế tự dòng họ, để mình biết chỉ là miếng ly hương đảng là xa rời làng xóm, thế pháp bổn sư là cạo tóc theo thầy để nội hoàng khắc niệm chi công ngoại hoàng bất tránh chi đức. Rồi đây là những cái lý tưởng nó cao tột, và sở dĩ tôi nhắc lại và tôi nhắc mạnh như vậy để nói là một nỗi đau của một vị thầy mà từng trải qua trên cuộc đời gió bụi. Tôi trải qua cuộc đời gió bụi rồi tôi mới thấy cái nỗi đau, cái nỗi nhục nhã ê chề của bản thân tôi. Tôi nói thật chứ tôi cũng nói ai. Mình là xưa mình học mà mình không có hiểu tới, mình không có nghĩ tới, mình không có, rồi mình cũng có khi cũng lầm đường lạc lối. Cho nên mình phải vượt qua cái kiến thủ kia, rồi giới cấm thủ kia,
giới của nhà Phật đó, là cốt ý để ngăn chặn đừng có rơi vào ác pháp. Chứ giới của Phật không phải là giới điều. Có nhiều người giữ giới mà không biết giữ giới thế nào gọi là trúng. Giữ tầm bậy tầm bạ, cái giới chánh không giữ, cái giới thiệt không giữ, cái giới mà để đưa ra cái sự an lạc giải thoát cho mình không giữ mà đi giữ mấy cái lặt vặt. Giữ mấy cái giới mà coi như là gọi là cấm thủ kiến, tưởng đâu cái đó là giới. Mình làm cho phiền người ta, thí dụ như có người lỡ đi trên một chiếc xe, nó quá ngọ rồi, cái đó giờ quá ngọ tuôn ăn, không ăn cái chịu xỉu, xỉu làm hại cho người ta không? Mà mình bị tiểu đường dầu ngọ, dầu ngọ, không ngọ gì đi chăng nữa, ngựa không ngựa gì đi chăng nữa thì cũng làm ơn rồi, mình đâu ăn nên mình uống thuốc. Đâu giờ xã hội giờ đâu có khó khăn như ngày xưa, cứ quá ngựa rồi, quá ngọ rồi không ăn. Không ăn xong cái một hai tiếng đồng hồ sau đường lên xỉu, làm cho nhất nhân hữu sự là bá nhân ương, làm cho cả gia đình người ta rắc rối, gia đình người ta đó là tu gọi là giới cấm thủ kiến, tu khùng. Ở Mỹ này đâu có thiếu cơm thiếu gạo, ngay cả Việt Nam giờ cũng đâu thiếu cơm thiếu gạo. Mình tùy phương tiện, mình tùy sức khỏe của mình, mình đừng có ăn phi thời, nhưng mà vì cái hoàn cảnh của mình phải cần ăn để uống thuốc thì cứ việc nó lỡ quá ngựa cũng cứ ăn, không sao hết trơn. Đâu có ngọ gì hết trơn, ngựa cũng ăn chứ đừng nói ngọ. Đó là tôi nói thành thật rồi, giữ giới. Có nhiều người trời ơi giữ kỹ lắm kỹ, nhưng mà mở miệng ra ta đi cạo gió à. Nhiều người tu hành nó giữ lắm, giữ con kiến cắn không dám phủi, con muỗi cắn không dám đập, mà mở mồm ra cái ta đi cạo gió hả? Thì cái giới cấm thủ kiến vậy nó có lợi ích gì cho thế giới loài người không? Mà Đức Phật ra đời là vì thế giới loài người, vì con người trước tiên đó đã. Mà con người mình không thương, nó giống như thấy trên mạng ông sùm mấy bà sư cô mà chị em mà đi giành đất rồi các chùa, cha mẹ để lại miếng đất cho ba bốn chị em gái, rồi mấy bà chị đi tu vậy mà đi về thì dụ em mình, lừa em mình bán hốt hết tiền đi cất thắt. Phật đâu có chứng cái chuyện đó. Rồi thưa kiện nó làm rối cả đời lãnh đạo, đã chấp nhận đi tu là bỏ. Vậy mà cứ mở miệng ra là tu rồi còn nguyền rủa người ta đó. Trời ơi tu rồi giành đất với em, giành đất với dòng họ, rồi xong rồi rủa người ta. Trời Phật ơi, như vậy sao mà tu được trời. Cho nên tôi nói cái chuyện thật ra đó, mà tu nó có gì khó, nó yêu cầu xả ly. Tôi nói thành thật vậy đó, ai có buồn thì buồn. Chứ còn không nói khác hơn được. Cái chân lý nó hay để mà diệt cái ác pháp gọi là giới cấm thủ kiến. Đó là ở đây nó gọi là thập sử hay gọi là căn bản phiền não. Bây giờ ở đây là cội gốc thôi, bây giờ học tới nhánh phiền não nè. Bữa nay nói mạnh quá chắc nhiều người ghét lắm á. Thứ hai gọi là tùy phiền não. Hay còn gọi là chi mạc phiền não. Tùy, tại sao gọi là tùy? Chữ tùy có nghĩa là nó tùy thuộc. Chữ tùy là nó tùy thuộc, nó theo. Nếu mà dịch sát nghĩa là theo, nếu mà dịch thoát là tùy thuộc, là tùy về não này, nó tùy thuộc theo cái gốc này nè. Chữ tùy thì cái gốc thì nó phải có chi mạc nè, nó phải có nhánh, có cành, nó mới sống được, nó mới tồn tại được. Thì thành ra chữ tùy nó đi theo từ căn bản cội gốc, nó là tùy thuộc á, nó thuộc. Như vậy tùy phiền não á là chia ra làm ba thứ, gọi là đại tùy, trung tùy, tiểu tùy. Trời ơi, tôi nói các huynh đệ, tôi không phải tôi giỏi giang như hồi xưa, giờ tôi học và phải học vậy đó.
Bây giờ tiểu, trung, đại, tì. Bây giờ tôi đọc là tôi đọc cho nhắm mắt tôi đọc nè, tôi đọc cho các vị coi 21 tì phiền não nè. Hận, hận, phu, não, tật, sang, cuốn, xỉu, hại, kêu vô tàm, vô quý, triệu cử, hôn trầm, dễ đại, phóng vật, tăng loạn, thất điện, bác chính tri. Tôi đọc thuộc hay phải không? Học vậy đó. Hà học vậy đi, các quân đệ ráng học cho nó thuộc vậy đi. Rồi rồi cái nghĩa, bây giờ tôi sẽ phân tích từ cái nghĩa. À bây giờ tôi bo, bây giờ tôi là tùy phiền não nó gồm có 20 món. 20 thứ cũng được, 20 món cũng được. 20 món này, nó từ cái gốc của phiền não 6 thứ lớn này mà nó đẻ ra 20 món. Đó, bây giờ tôi bo nha, bắt đầu tôi ghi cho rõ nha. Định nghĩa 20 món. Các vị nhớ rõ nha, cội gốc thì nó có 6. Nhưng mà từ cái 6 này nó phát triển ra 20. 20 nhánh đi, nhánh cạnh đi. Gọi là căn bản phiền não, gọi là chư mạc phiền não, là tùy phiền não đó. Tùy phiền não. Bây giờ gồm có thứ nhất là tiểu tùy. Tiểu tùy nó gồm có 10. Hai là trung tùy, nó gồm có 2. Và 3 là đại tùy, nó gồm có 8. Rồi đúng hay vui không? Đó, phải nhớ lào lào. Đó, bây giờ nhớ vậy cho nó dễ nhớ nè. Trung tì nó có 2, chỉ nhớ cái thì nó dễ nhớ, nó chỉ có 2 chữ vậy thôi. Gọi là vô tàm, vô quý. Nhớ vậy đi, nhớ cái đó trước đi cho nó dễ. Đây là tôi, đây là cái sư phạm, gọi là xương máu mấy mươi năm. Tôi học căn bản, tôi chia sẻ cho các quân đệ cái gì thì đáng nhớ là nhớ trước. Như vậy thì tiểu tì nó có 10. Mỗi món tự lực sinh khởi tương ưng nhỏ hẹp cho nên gọi là tiểu. À, là mỗi món nó tự lực sinh khởi. Bây giờ bắt đầu rồi, bây giờ đi từng bước nữa nha. Bây giờ tôi về là các vị nhớ là tiểu tì có 10, trung tì có 2, đại tì có 8. Mà nhớ trung tì là nhớ hai chữ đó thôi, vô tàm, vô quý thôi. Bây giờ tiểu tì có 10. 10 đây là gì? Thứ nhất là phẩm. Tiểu phẩm là gì? À, tiểu phẩm là tánh của tâm sở này khi gặp nghịch, khi gặp cảnh trái nghịch thì nóng giận. Nghiệp dụng của nó hay làm tổn hại người, vật và chướng ngại tánh không nóng giận. Như vậy tiểu phẩm có nghĩa là giận. Nghĩa là giận. Phẩm là giận, các quân đệ ghi rõ ràng cái nghĩa để thuộc. Thứ hai là hận, nghĩa là hờn. Nó từ bước nó nhẹ xuống nghe, giận nó hờn, nó nhẹ hơn giận. Đó. Hờn có nghĩa là khi gặp cảnh trái nghịch, trước nóng giận rồi sau mới hờn. À, tánh của tâm sở này là ôm ấp sự quán ghét không bỏ, gọi là hờn mát á, không bỏ. Cho nên là gặp nhau đó là chim biển mắt cái tên trần vậy đó. Hận. Cái thứ ba là phú. Chữ phú này là che giấu nha, chứ không phải là giàu. À, phú là đậy. Cho nên ngài Tôn Ga Nang ở La Hầu La đó dịch đó là phú chướng. Tại vì có cái truyền thuyết thì nó ổng ở trong bụng mẹ lâu ngày, cho nên cái chữ La Hầu La dịch là phú chướng. Phú là nó trướng lên về mà nó ở trong đó. Phú là che giấu. Não, à bây giờ tới thứ năm là não. Não này là buồn nè. Tôi buồn hay có gì sao tôi buồn? Cái câu đó, buồn trong cơ biển chiều hôm, buồn trong ngọn nước mới xa, buồn trong ngọn cỏ dầu đó, cái đó là não, vẫn là cuốn não là buồn. Tật đây là ganh ghét nè, nói cho đủ là tật đố.
hay là dịch ra là ganh ghét. Đây là cái thằng đó nó có cái tật, cái tật nó thấy ai hơn đó là nó không ưa, là cái tật đó là tật đó là ganh ghét năm thứ rồi. Cái thứ sáu là sang. 1, 2, 3, 4, 5 thứ sáu là sang. Xin lỗi các chị, sang hai vai nha. Sang có nghĩa là bỏng sẻn. Mình bo bo, mình giữ à. Cái thứ bảy là cuốn. Cuốn nghĩa là dối. Dối. Hư cuốn khi, khi vu cảnh là cảnh lợi danh. Hư cuốn là mình nói dối. Nó vọng, nó cuốn là mình nó dối. Cuốn là dối. Thứ tám là xỉm. Xỉm là bảo đỡ, là định hót. Bảo đỡ là bảo đích. Định hót. Thứ chín là hại. Là tổn hại. Thứ mười là kêu. Kêu căng ngạo mạn. Đó, 10 cái này gọi là tiểu tùy phiền não. 20 món chia ra tiểu tùy, trung tùy, đại tùy. Tiểu tùy nó có 10 món. Như vậy thì các vị coi con người mình có ai không có những thứ này không? Ai có ít nhiều cũng có hết trơn á. Hà hà mà có những thứ này thì nó là sao? Nó phiền não. Ai ít nhiều cũng có, mà mình biết mà mình có là mình phiền não thì để chi? Học gì để chi? Để bỏ. Trên học đạo để chi? Để tu, để hành là vậy đó. Chứ phải học đạo để cho biết là đi nói dối. Đi nói qua, nói mị, nói kêu bằng làm cho người ta mê tín. Học đạo để nói ra như vậy nè, để rồi mỗi người tự xét lấy mình. Cho nên mình thương Phật, kính Phật, thương Tổ, kính Tổ, là học là Phật là Tổ, để mình tự xét lấy mình. Đó là tiểu tùy phiền não, phẫn, hận, phu, não, tật, sang, cuốn, xỉm, hại, kiêu. Ở bữa nay học nhiêu đi thôi, đừng sao học tiếp, không cần học nhiều. Càng tôi giảng đây là lấy cái giờ sớm hơn để cho tại nơi quê nhà các thầy, các cô bên chùa vẫn học. Tôi bắt bà trả bài đấy nghe. Tôi báo trước là tất cả đồ tôn đệ tử là sư phụ, sư ông dạy cái gì là phải trả bài á. Bởi vì qua rồi mà làm biến rồi, qua rồi là không có cơ hội học lại. Tôi ngày xưa những cái bài này là tôi là nằm lòng. Nhưng mà có những cái bài tôi làm biến, tôi học qua rồi tôi đâu học lại được. Chứ đâu phải tôi học vô đây đủ đâu. Cái đủ là tôi nhờ tôi học. Nhưng mà cái này là mai cho tôi là căn bản. Chứ mà làm biến rồi cái là sao là nó bậy không. Nó bậy không nội. Mà thí dụ như ngũ nhãn thôi. Mà có cho thầy chùa cứ đạo nhãn. Ngũ nhãn là có đạo nhãn trong đó. Ngũ nhãn còn có thiên nhãn. Ở nhục nhãn là mắt cha mẹ nè. Thiên nhãn là mắt trời. Mắt trời như là thoáng đó. Rồi pháp nhãn. Rồi tệ nhãn, rồi Phật nhãn, đâu có đạo nhãn đâu. Mà thầy chùa đó nó giảng tới giảng luôn, cứ đạo nhãn cho tới à. Đã nói là ngũ nhãn của đạo Phật thì làm gì có đạo nhãn hết đâu. Mới học còn phải học cho rõ ràng. Còn không biết thì đừng có nói tàu bà tàu lao binh tướng vậy. Chỉ có đám khùng, có đám đệ tử đồ tôm mà lộ là thứ mà nó ăn ba hẹn, nó cắm xấu, nó tôm sùng, nó sư phụ nó sao tôi cũng nghe. Sư phụ tôi giỏi vỗ tay bóp bóp là cái thứ mù si. Thứ nịnh hót, cái thứ gọi là xỉm. Cho nên mình phải thuộc hết cái thứ này. Gọi là 10 thứ gọi là tiểu tùy phiền não. Trung tùy phiền não thì có hai như tôi đã nói thì thôi tuần sau học. Hôm nay học tới đây nghỉ. Cảm ơn quý vị lắng nghe. Mong quý vị thuộc bài nha. Tắt tôi đi.